Dương xin chào tất cả các chú anh chị quay trở lại kênh YouTube của Dương nha. Thì hôm nay Dương đi bắt bạc hía với lại em Được. Phúc Hà. À. Chào cả nhà. Thì hôm nay Dương lại đi với Phước An bắt bạc hía với em Được. Thì Dương sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Bây giờ mình sẽ đi vô trong đó, thì trên đường đi thì hai anh em mình sẽ chia sẻ đến cô chú anh chị cùng xem luôn. Rồi giờ Dương sẽ quay ra phía trước đi. Thì cái bãi này mình cũng không biết có hay không. Thì đất quan ở đây, khu này là đất quan á. Cái đường này, cái lối ơi, sâu không, sâu không, cho nó sâu không. Ờ Dũng này sâu rồi, được thôi. Anh thấy hơi sâu đó. Ừ, nó hút sâu lắm á. Có cái lú. Có lú hả? Vậy vậy lú vậy. Vậy vậy dở là hơi dính cái gì không? Cái dính cái gì? Ôi gì, cái cá gì? Cái gì? Ây da. Cái gì? Cái con cá đấu bự vỏ bẹt được rồi trong này. Cá đấu gì lắm được rồi. Có cá đấu bự lắm nè. Dạ đi. Dạ đi luôn coi. Thì mình dở lên coi thôi mà. Thì lại đây có cá đấu quá. Giờ mình để lại cho người ta đi. Đi đường vòng ở trên đi. Giờ lại đây còn cá đấu nhiều lắm được. Ủa là đẳng hả? À. Cá thòi lòi mà nó ếch gì? Cái gì? Hang nó đây luôn nè, hang cá thòi lòi đây luôn nè. Đâu đâu. Ồ dính con nè, được dính con nè. Con đầu tiên cái nhà. Rồi, con đầu tiên. Vô. Đúng rồi. Đây có câu câu rồi. Anh gọi với nó. Em nghe. Đâu con. Sao? Đâu đâu đâu. Ừ. Anh gọi nó đi, anh gọi đây. Mờ kém rồi. Đưa. Cùng em nha. Anh không mang qua tay. Có qua tay đâu mà, em đưa anh đâu. Ủa cá thòi bự kìa. À, nó vô đó rồi, nhìn mắt nó nha. Ồ đây con nè, đây nè. Hả? Đó mà khía nè, có bự cho bá luôn nè. Ý da, cái da. Ôi vô, ôi da, hai cái càng cho bá luôn. Nè, bự nè. Cái gì? Hả? Kia vô nè. Cá thò lội nó chui vô cái lùm đó là được rồi. Cái đầm này được bắt ở đây không biết bao nhiêu đó, thì được bắt đi lĩa vậy kìa. Ủa chứ giờ bá không thấy chả? Đâu? Có. Đâu. À. Ui chụp đấy. Ý rồi. Ôi xuống đây luôn, rồi xuống đây luôn. Mắc tiêu. Dở quá. Đó rồi nãy chui đây nè. Giờ mình bắt mà khía chú đi rồi mình tìm cá thằng loại sao nha. Ôi hai ba con luôn được rồi. Kìa. Ở dưới dạ cái nó con kìa em chưa biết. Cái nó lộ kìa, cá lộ kìa, thấy không nè. Đây, ôi đây nè, ôi cá lộ nè. Đấy cái cây đụng nó chạy giờ nè. Từ từ. Từ từ nha. Rồi. Rồi chạy luôn. Chưa kịp nữa. Đó dưới dạ cây nó con khéo được. Ê. Đó dưới dạ cây. Như nào? Rồi để anh bắt con đây. Dở quá. Ôi hai con luôn nè, đang con. Một con nha. Nè. Im nó hắn anh vô. Im á, đang con nè, đang con nè. Đang con nè. Dính nè. Cá lội nó dây đâu được. Ây da. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Quế con đó. Gì? Nói rồi, bắt bên này trước đi, qua trước đi. Ha, đi hai ba lô. Anh đi qua đó trước đi. Ok. Anh kiếm cá lội nãy chạy ra đây mất tiêu rồi. Hồi nãy nó chạy qua đâu á? Thì anh biết là nó chạy qua hướng đó đó, nhưng mà qua khỏi cái lùm này cho tao nãy, chạy qua khỏi lùm này chưa? Không, nó qua cái lùm rồi hay gì rồi, nãy chạy qua lùm này đúng hay gì rồi. Ừ. Nè, nó nè. Nè, để anh chụp cho. Nhẹ nhẹ thôi nha. Nè, cái lội cho bá luôn nè. Đó, thấy chưa? Dính, yeah. Dính đứa rồi. Đúng không? Sủng luôn nè, ha. Rồi con này nướng thì thôi tới tay con bà hai luôn á. Ôi như là anh chụp, em chụp dở quá. Nè. Dính. Ôi qua kia càng hết biết luôn. Em ơi con nè, con bự kìa nè. Hang này hai ba con luôn á.
anh chụp cho. Ây à, con kia động nó chạy ra đây. Ờ à, con kia con kìa, con kia kìa. Phục vô phục ra kìa. Càng nó qué luôn. Rồi chui vô nha. Ừ chui vô. Rồi vô. Rồi chạy mất tiêu luôn chứ đâu. Chà bá luôn. Ờ chà bá luôn nè. Quá trời chà bá luôn rồi. Chà bá dữ chưa? Ừ. Đó đó. Chờ chờ dỡ cây ra nữa. Thấy rồi, dỡ cây ra nữa kìa. Dỡ cây ra quay cho thấy rõ chứ. Ờ. Chạy mất tiêu luôn nè. Wow, mà cái cái. Mà cái cái mà lớn là bự lắm rồi đó. Để anh thăm khám phá cái mấy em đây coi. Wow, có nè. Ôi, hai ba con luôn. Ôi, con ba khía càng chậm bánh nịnh luôn. Đây nhiều được ơi. Nè nè nè, có nè. Ôi, con này càng chậm bự luôn nha. Đó, một con. Còn con đây nữa nè. Ây da, còn con này, lớn lớn. Chụp luôn đi, thôi nó chạy mất. Hai con. Con chui gốc cây rồi. Trần mạnh mạnh vậy hả? Ừ. Con chui vô hang đây gốc cây này nè. Chui đây nè. Rồi, đây con chậm bá luôn. Nè, 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 càng bự nè, đó ao luôn, ấy dạ. Thôi để đi, quay xíu quay lại, đi, ở đây con nè, nè, mấy cái này, cái đảo này hay có lắm, ý dạ. Nè, ôi bự quá, nó chui vô hang rồi. Xíu đi, xíu mình sẽ quanh lại mình đảo không biết đâu. Nào. Ô. Ô. Nè 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 nè. Rồi mắt đó. Chụp ngay bên đèn dưới cái đuôi của anh. Dính. Đây. Quýt nha. Đó, đó. Ngon như đạn không có luôn. Ai đang còn rồi rồi bà đảo bà đảo mắt. Ở đây đây whip nè, hàng whip nè. Đây. Đây con nó đi đâu rồi? Nó đang đi, nó đang đi, nó đang đi. Rồi rồi nó chậm cái này là nó rồi. Ê nó búng. Dính nhà. Né. Để coi lại cái thành quả của hai anh em mình từ hồi nãy giờ coi được bao nhiêu rồi. 3 ký. Tầm 3 ký gì? Nè, rồi gì vậy? À. Wow, đây là cái thành quả của mấy anh em mình buổi tối nay nha. 3 ký rồi. Nay đi hơi thắt khu xíu, được mấy con tầm xuống ngon ngon. Bây giờ mình muốn biết nhiều hết biết không? Mình đổ ra đây nè, nó chạy. Wow, cá thà lòi nè, thấy chưa, khủng chưa? Đâu con tôm bự nhất đâu? Không biết. Mấy con rồi. Ờ, à, con nhỏ mà. Đây, là tôm. Rồi, xong thôi, anh em mình về. Thì buổi tối nay anh em bắt ba khía được ít nha. Thì mình xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị clip sau. Rồi, bye bye cả nhà mình nha. Này đi hơi thắt thủ thắt xíu. Thắt thủ xíu nhưng mà cũng tạm ổn. Quay xong chưa? Quay xe, hãy quay xe. Ê, 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 ê.